chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam nhiều anh hùng liệt sĩ thầm lặng chiến đấu cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho cách mạng và tên tuổi sự nghiệp của họ chỉ được hé lộ nhiều năm sau khi ngã xuống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đại tá phạm ngọc thảo là một trong những con người ưu tú đó chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết đại tá phạm ngọc thảo nhà tình báo hành động huyền thoại của Việt Nam Bài viết của Báo Quân đội Nhân dân Bài 1. Nhiệm vụ đặc biệt Đại tá Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo mà mỗi khi nhắc đến, đồng chí cùng chiến đấu đều xúc động và tiếc thương khôn nguôi, và thế hệ sau đều nhớ đến ông với niềm cảm phục và biết ơn sâu sắc. Nhiệm vụ đặc biệt Đồng chí Phạm Ngọc Thảo, ức Phạm Thao, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922 tại tỉnh Long Xuyên, Vĩnh Long trong một gia đình trí thức. Thân sinh của ông là cụ Phạm Ngọc Thuần, một kỹ sư trắc địa và là một điền chủ giàu có nổi tiếng Nam Bộ, mang quốc tịch Pháp. Anh chị em của ông vì thế đều sang Pháp du học và trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Dù có cuộc sống giàu sang, nhưng anh chị em Phạm Ngọc Thảo đều hướng về đất nước và đều tham gia cách mạng. Tháng 8 năm 1945, Phạm Ngọc Thảo tham gia cướp chính quyền tại Sài Gòn ngay khi thực dân Pháp quay lại xâm chiếm Nam Bộ, ông tuyên bố hủy bỏ quốc tịch Pháp lên đường tham gia kháng chiến. Đầu năm 1946, ông được tổ chức cử ra miền Bắc học, khóa 1 trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn, trường Sĩ quan Lục Quân 1. Ra trường, ông trở lại miền Nam hoạt động ở địa bàn khu 8, khu 9. Cuối năm 1947, được trên giao làm trưởng phòng mật vụ Nam Bộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ông đã thống nhất được các lực lượng tình báo Nam Bộ. Năm 1949, Phạm Ngọc Thảo được trên điều sang làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 410 chủ lực khu chính, có nhiều trận thắng lớn, góp phần mở rộng vùng giải phóng. Sau khi hiệp định Geneva 1954 được ký kết, nhận chỉ thị của tổ chức, đích thân đồng chí Lê Duẩn đã chỉ thị đồng chí Phạm Ngọc Thảo ở lại miền Nam làm nhiệm vụ thâm nhập vào hàng ngũ cấp cao của ngụy quyền Sài Gòn phục vụ yêu cầu tình báo chiến lược với mục tiêu thống nhất đất nước. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận định rằng Đại tá Phạm Ngọc Thảo đã nhận nhiệm vụ đặc biệt chưa từng có tiền lệ trong cách mạng Việt Nam. Nói về sự đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ của Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Đại tá Hà Ngọc Quỳnh, Nguyên Viện trưởng Viện 501, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng cho biết tình báo thế giới nói chung có hai chức năng, tin tức và hành động tình báo hành động thể hiện ở những hoạt động chia rẽ gây rối nội bộ địch, làm cho nội bộ địch không ổn định, gây khó khăn cho địch để chúng không thực hiện được ý đồ, kế hoạch đã được vạch ra, bảo vệ ta và trực tiếp đánh địch. Phạm Ngọc Thảo là một trong số ít cán bộ chỉ thực hiện nhiệm vụ hành động là chủ yếu. Đại tá Đào An Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, điều đặc biệt của đồng chí phạm ngọc thảo là đồng chí thực hiện nhiệm vụ chui sâu leo cao gây rối chính quyền nguyệt chứ không phải là nhiệm vụ thu thập tin tức điều đặc biệt thứ hai nữa là đồng chí hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí lê duẩn chứ không thông qua tổ chức và cơ quan tình báo thứ ba là đồng chí độc lập tác chiến một mình hoạt động trong lòng địch đại tá phạm ngọc thảo không làm nhiệm vụ thu thập tin tức như những cán bộ điệp báo khác mà thực hiện hàng loạt những hành động để tác động làm thay đổi chế độ ở miền Nam Việt Nam. Điều đặc biệt ở Đại tá Phạm Ngọc Thảo là ông tiến hành cả hoạt động gây rối loạn nội bộ địch, gây khó khăn cho địch trong thực hiện ý định của chúng, cả bảo vệ ta và cả trực tiếp đánh địch. Để thực hiện được nhiệm vụ hành động chiến lược là chủ yếu đó, người thực hiện phải có khả năng hành động và độ tin cậy. Khả năng hành động thể hiện ở chỗ là người thực hiện nhiệm vụ hành động phải có địa vị nhất định trong nội bộ địch, phải có lực lượng cần thiết và phù hợp quy mô nhiệm vụ và phải có khả năng tổ chức chỉ huy. Về độ tin cậy, người thực hiện nhiệm vụ phải được cả ta và địch tin cậy, phải được địch tin dùng thì mới có cơ hội lên cao, chui sâu để bà thực hiện được mọi hành động theo ý định. Đó là những phẩm chất mà Đại tá Phạm Ngọc Thảo đều đáp ứng được. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra, đồng chí Phạm Ngọc Thảo đã cùng đồng chí Mười Hương nguyên trưởng ban nội chính trung ương trần quốc hương lúc đó đang công tác tại ban đặc tình xứ ủy bàn bạc cụ thể về đường hướng phương thức hoạt động và liên lạc tại sài gòn sau khi nhận nhiệm vụ phạm ngọc thảo dựa vào thế lực của gia đình trí thức theo thiên chúa giáo thân cận với gia đình họ ngô để dễ bề hoạt động kể từ đó phạm ngọc thảo chính thức trở thành nhà tình báo hành động chiến lược đặc biệt quan trọng của cách mạng việt nam đi thẳng vào lòng địch giữa rừng gươm vạn giáo. Đồng chí Trần Bạch Đằng, nguyên phó ban tuyên huấn Trung ương Cục, từng nói về Đại tá Phạm Ngọc Thảo như sau. Đi thẳng vào hàng ngũ kẻ thù, tung hoành hoạt động vì tổ quốc cho tới tận lúc hy sinh, trường kỳ mai phục và độc lập tác chiến. Năm 1956, ông được chế độ ngụy quyền tay sai Việt Nam Cộng Hòa phong đại úy giữ chức tỉnh trưởng Bảo An Vĩnh Long. Năm 1957, ông là thành viên sáng lập và tham gia ban biên tập Chí Bách Khoa. Ông viết rất nhiều bài báo tập trung vào đề tài quân sự. Một số bài báo nổi bật của ông là Thế nào là một quân đội mạnh? Bách Khoa số 1 Đánh giặc mà không giết người? Bách Khoa số 2 Một số ý kiến về lãnh đạo tinh thần một đơn vị quân đội? Bách Khoa số 4 Vấn đề kinh tế tự túc trong quân đội? Bách Khoa số 5, 6, Lực lượng quân sự cơ động và lực lượng địa phương, bách khoa số 13. Quân đội và nhân dân, bách khoa số 14. Quân đội Bình Định đem lại bình an hay oán hận, bách khoa số 16. Quan niệm về quân sự hiện đại, bách khoa số 17. Những bài báo đó thể hiện kiến thức uyên bác của một nhà chiến lược quân sự với thực tiễn phong phú của một người đã trực tiếp cầm quân công khai ca ngợi chiến công chống ngoại xâm và việc làm vì dân vì nước của quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, lên án những hành vi phi nghĩa của quân đội phản nhân dân. Những bài báo của ông đã được giới quân sự chính trị Sài Gòn và tình báo nước ngoài, trong đó có điệp viên CIA quan tâm. Cái đích mà Phạm Ngọc Thảo nhắm đến là chính quyền Tây Sai Ngô Đình Diệp. Qua những bài báo đó, Ngô Đình Nhu và trùng mật vụ Trần Kim Tuyến đã để ý đến ông Bắt đầu từ đó, Phạm Ngọc Thảo được chính quyền họ Ngô trọng dụng. Ông được thăng quân hàm lên thiếu tá, điều động về sở nghiên cứu chính trị xã hội của phủ tổng thống. Đây là cơ quan mật vụ do bác sĩ Trần Kim Tuyến phụ trách. Bằng tài năng của mình và sự dẫn dắt, sự chỉ đạo nhất quán của cấp trên, Phạm Ngọc Thảo đã dần chiếm được lòng tin của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệp. Ông trở thành một trong những sĩ quan sáng giá mà bất cứ phe phái nào ở miền Nam thời kỳ ấy cũng muốn trừ khử hoặc lôi kéo về phía mình. Năm 1958, ông được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, Bến Tre. Cuối năm 1961, ông sang Mỹ học một khóa quân sự cao cấp, khi về nước được bổ nhiệm làm thanh tra ấp chiến lược trực thuộc phụ tổng thống. Trong giai đoạn 1962-1963, chính trường miền Nam Việt Nam rối ren, Mỹ muốn gạt bỏ gia đình họ Ngô thay vào đó là những nhân vật thân Mỹ nhằm biến miền Nam trở thành một tiền đồn chống cọc. Phạm Ngọc Thảo chính là tác nhân của tầm ảnh hưởng và đạo diễn hai cuộc đảo chính làm rung chuyển chính trường Sài Gòn giai đoạn 1963-1965. Trong cuộc đảo chính thứ nhất, với sự nhạy bén về chính trị, Phạm Ngọc Thảo biết chắc chắn Mỹ sẽ lật đổ gia đình họ ngô để dựng lên một chính quyền nguy hiểm hơn. Ông đã cùng Trần Kim Tuyến và Huỳnh Văn Lan lên một kế hoạch đảo chính với mục tiêu cải sửa chế độ nhằm vô hiệu hóa ý đồ của người Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch bị lộ, Trần Kim Tuyến bị đưa đi làm lãnh sự ở Ai Cập. Về phần Phạm Ngọc Thảo, Ngô Đình Nhu không tin ông tham gia kế hoạch này. Ở cuộc đảo chính thứ hai lật đổ chế độ Ngô Đình Diệp, ngày 1 tháng 11 năm 1963, dù không chủ động tham gia nhưng Phạm Ngọc Thảo vẫn được Hội đồng Quân nhân Cách mạng do tướng Dương Văn Minh cầm đầu cử làm tùy viên báo chí. Sau đó, khi Nguyễn Khánh lên thâu tóm quyền lực đã cử ông làm giám đốc báo chí, phát ngôn viên chính phủ. Thời gian này Phạm Ngọc Thảo đã được thăng quân hàm đại tá. Đầu tháng 10 năm 1964, ông được đưa sang Mỹ làm tùy viên văn hóa quân sự, ông đưa cả vợ con theo cùng. Vừa sang Mỹ một thời gian ngắn, Phạm Ngọc Thảo bị Nguyễn Khánh triệu hồi về nước do nghi ngờ ông và sẽ bố trí bắt ông ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất biết trước ý đồ đó, Phạm Ngọc Thảo đã khôn khéo không về đúng giờ bay như dự định nên không bị bắt. Về Sài Gòn, ông bí mật móc nối tổ chức lực lượng, kéo tướng Lâm Văn Phát và hàng chục sĩ quan khác tiến hành cuộc đảo chính ngày 19 tháng 2 năm 1965. Cuộc binh biến này do Lâm Văn Phát cầm đầu về danh nghĩa, nhưng trên thực tế là do đại tá Phạm Ngọc Thảo tổ chức và chỉ huy. Chỉ trong một ngày, lực lượng đảo chính đã chiếm Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô. Đài Phát Thanh Sài Gòn, Bến Bạch Đằng và sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, do một số sơ suất của lực lượng đảo chính, Nguyễn Khánh đã được Nguyễn Cao Kỳ tư lệnh không quân lúc đó cứu thoát. Nguyễn Cao Kỳ đe dọa ném bom, cuộc đảo chính thất bại. Nguyễn Khánh bị loại khỏi chính trường, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, cử tướng Nguyễn Chánh Thi chỉ huy lực lượng chống đảo chính ra lệnh cho Lâm Văn Phát, Phạm Ngọc Thảo và 13 sĩ quan tham gia đảo chính trong vòng 24 giờ phải ra trình diện phạm ngọc thảo và lâm văn phát bỏ trốn chính quyền thiệu kỳ lập tòa án quân sự xử những người tham gia đảo chính đại tá phạm ngọc thảo bị kết án tử hình vắng